Vâng, xin chào toàn thể mọi người. Nghe thầy Bảo Lâm đi lấy thuốc, lấy một cái cây thuốc về chữa thoát vị đĩa đệm. Thì làm một cái video này giới thiệu mọi người về một cái cây thuốc rất hữu hiệu trong việc điều trị thoát vị đĩa đệm. Đó, đây. Mời các bác cùng xem nhé. Đây là mình sẽ lấy cây này. Rồi. Chắc hẳn là nhiều các bác các anh chị đã nhận ra cái cây này là cây gì rồi. Đó. Cây này là cây chìa vôi nhá mọi người nhá. Đây. Giới thiệu cho mọi người biết đây là cây chìa vôi. Lá của nó đây. Như là khoai và thân của nó. Đấy, thân của nó rất nhiều phấn như vôi này. Đó là cây chìa vôi. Cây này chữa thoát vị đĩa đệm rất là hiệu quả. Nay mình sẽ lấy cây này về để trong bài thoát vị đĩa đệm cho một người bệnh nhân. Đó, và cây này nữa. Giới thiệu cho mọi người biết. Cây này chữa thoát vị đĩa đệm. Mọi người lấy cây này về, như cây này về là phải sơ chế nhá. Chưa vui về sơ chế, mình lấy sẽ bỏ lấy dây thôi, bỏ hết cái phần lá này đi. Đây, đoạn dây to to này. Chữa thoát vị đĩa đệm thì một dây chìa vôi 60g, hai là cây lá lốt. Chúng ta lấy thân của nó. Đó, lá lốt khác nha, lá hàm ếch các mọi người lưu ý nha. Lá lốt hoa nó trắng này. Đấy, mà lá nó dày cứng này. Vị thuốc thứ hai là lá lốt là 40g. Vị thuốc thứ ba là cây xấu hổ hay gọi cây mắc cỡ 40g. Vị thuốc thứ tư là na rừng 30g. Đó. Vị thuốc thứ 5 là dây phổi bò. Và vị thuốc thứ 6 là dây giải độc đỏ. Đó. Vị thuốc thứ 7 là tai chuột. Đó, đây. Còn trọng tâm nay mình giới thiệu đó là dây chìa vôi. Đấy, đây dây chìa vôi đây nhá mọi người nhá. Đấy, dây chìa vôi đây. Rất nhiều vôi, nhiều phấn trắng này. Gọi là vôi, gọi là dây chìa vôi nhá. Và mình lấy thuốc đã nha, giới thiệu cho mọi người biết dây chìa vôi công dụng của nó như vậy. Đó. Rồi mình lấy thuốc đã nhé. Và video của mình giới thiệu với mọi người như vậy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.